Khu nhà của bảo tàng mỹ thuật được xây dựng theo phong cách kiến trúc Pháp từ cuối thế kỷ thứ 19, đầu thế kỷ thứ 20, kết hợp một cách hài hòa của kiến trúc phương Đông trong trang trí bên ngoài, mái ngói, cột ốp cùng các trang trí bằng gốm trên mái nhà. Trong các tòa nhà này đã từng tồn tại nhiều đồ vật có giá trị mỹ thuật bằng nhiều chất liệu và có giá trị thẩm mỹ, từ đồ gỗ cẩn ốc xa cừ, đồ gỗ chạm tinh xảo, đồ gốm, vân vân. Các bạn ơi, hiện tại mình đang bước vào phòng trưng bày ở vườn quốc gia tác phẩm Thanh niên hành động của Nguyễn Sáng. Và các bạn ơi, hiện tại mình đang đứng tại phòng trưng bày bảo vật quốc gia tác phẩm Vườn Xuân Trung Nam Bắc của họa sĩ Nguyễn Gia Trí. Hi everyone, welcome to Ho Chi Minh City Revolutionary Museum. It is a place to preserve a part of Vietnamese history, nature room, archaeology, introducing the life of ancient Ahapitas 3,000 to 2,000 years ago. Industry and handicraft room is clearly shown with nearly 300 artifacts and images on display about the craft. Chamber of Commerce, Trade and Survey currently, the room has more than 527 artifacts, 36 photos and 10 maps. Which area are you most impressed? In the museum? Yeah. I think this one here. Yeah. But you can see all the pictures and everything that happened, so it's quite shocking. Yeah. Okay. Thank you very much. Yeah, thank you. Là một địa điểm du lịch nổi tiếng của người Việt Nam với cả người nước ngoài. Nào nhóm lớp 10A6 của tụi mình sẽ đi tham quan vòng quanh bưu điện để xem ở đây có những gì mà có thể hút nhiều khách tham quan thế vậy nhé. Ở bên trái và bên phải của bưu điện chính là khu vườn và còn là nơi trưng bày những bức tượng. Ở trước cửa bưu điện chính là một bãi đất trống nơi thường diễn ra rất nhiều sự kiện, có thể chạy tới như ca hát và chương trình tập thể. Ở bên trong bưu điện vẫn còn lưu giữ những hòm thư cổ, các bố điện thoại hay là những tấm tem hồi xưa.